Tổng thống Obama tái đắc cử đối diện với các vấn đề kinh tế tương tự như 4 năm trước đây. Các lễ chúc mừng đã kéo dài suốt đêm thứ ba tại Chicago khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tái đắc cử một nhiệm kỳ thứ hai ở Tòa Bạch Ốc với một chiến thắng rõ ràng, đánh bại đối thủ Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa. Trong bài diễn văn chiến thắng, ông Obama nói rằng trong cuộc hành trình đầy khó khăn, người dân đã đứng vững để tiến tới, vượt qua những thách thức và những gì tốt nhất cho quốc gia Hoa Kỳ đang ở phía trước. Tại thành phố quê nhà Boston, ông Romney đã thừa nhận thất bại. Ông cho biết đã gọi điện thoại chúc mừng Tổng thống Obama cùng với những người làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông và những người ủng hộ. Ông Romney nói thêm, đây là thời điểm của những thách thức lớn đối với Hoa Kỳ và ông cầu nguyện rằng Tổng thống Obama sẽ thành công trong việc hướng dẫn đất nước. Những vấn đề làm nhức đầu ông Obama trong nhiệm kỳ đầu nay vẫn còn đây để thách thức khả năng lãnh đạo của ông Obama một lần nữa. Vấn đề lớn nhất là còn rất nhiều người Hoa Kỳ vẫn không có việc làm. Ngay trong ngày bầu cử, số liệu mới cho thấy số lượng tuyển dụng đã bị suy giảm và tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức cao 7.9%. Theo các phân tích gia, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2013. Ông Obama cũng sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khác, đó là giải quyết thâm hụt ngân sách và khoản nợ công hơn 16.000 tỷ Mỹ kim và đang tiếp tục gia tăng. Một điểm sáng trong bức tranh kinh tế ảm đạm của Hoa Kỳ đó là thị trường nhà đất đang bắt đầu hồi phục. Báo cáo gần đây nhất từ S&P Case-Shiller cho thấy giá nhà tiếp tục gia tăng và theo Bộ Thương mại, doanh số bán nhà mới đã tăng mạnh trong tháng 9. Một thị trường nhà ở tốt có nghĩa là một nền kinh tế tiêu dùng tốt và người tiêu dùng chiếm 2/3 trong nền kinh tế Hoa Kỳ. Niềm tin tiêu dùng đã tăng trong tháng 10 lên đến mức cao nhất trong hơn 4 năm qua. Và vấn đề quan trọng cuối cùng là tổng sản lượng quốc gia. Nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng với một tốc độ hàng năm 2% trong quý thứ ba. Đây không phải là một con số lớn, nhưng vẫn tốt hơn so với tốc độ tăng trưởng 1.3% trong quý thứ hai. Với rất nhiều người dân hiện nay không hài lòng vì Tổng thống của Hoa Kỳ đang bị áp lực phải làm một cái gì đó có thể được chấp nhận bởi ít nhất 51% dân số. Đây là một điều rất khó làm, nhưng điều này sẽ phải được thực hiện. Bên cạnh đó, ông Obama cũng phải đối phó với tác động kinh tế của cơn bão Sandy hiện vẫn đang được tính toán. Tuy nhiên, sau một chiến thắng khó khăn đối với những người ủng hộ ông Obama, thì đây là một thời gian vui mừng ở Chicago và ở các nơi khác trên khắp đất nước.